quý vị, chương trình chính thức bắt đầu khai mạc. Xin tất cả quý vị vui lòng đứng dậy hướng về sân khấu để chúng ta chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Quốc ca Hoa Kỳ. Nhân đã có công dựng nước và giữ nước, các anh hùng dân tộc vì quốc vong thân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ và đồng bào đã nằm xuống trong công cuộc chiến đấu để bảo vệ tự do. Phút mặc niệm để thương xót cho hàng ngàn đồng bào của chúng ta chết đớn đau trên vùng kinh tế mới, các chiến sĩ đã gửi xác thân nơi góc núi ven rừng hay trong ngục tù cộng sản. Phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào của chúng ta kém may mắn trên đường vượt biên, vượt biển, trốn chạy đi tìm tự do, đã gửi xác thân nơi núi rừng biên giới hay trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm để thương tiếc cho những xác thân Việt Nam đã vùi chôn nơi xứ lạ quê người. Và sau hết, xin đốt một nén tâm hương kính cẩn nguyện cầu anh linh những anh hùng đã tuyệt tiếp quên mình, hy sinh cho chính nghĩa, cho tổ quốc, mở đường cho những lớp người đi sau đứng lên và bước tới. Phút mặc niệm bắt đầu. Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2019,
tại thành phố Houston, Hoa Kỳ. Trước bàn thờ Tổ quốc, hồn thiêng sông núi tỏa sáng ngời, anh linh tiền nhân như đang phảng phất đâu đây. Hồn thiêng ấy ngút cao ngàn đời và kết đọng trong tim cả ngàn thế hệ tiếp sau. Cho dù thân xác nay đã rã tan, nhưng anh linh còn đó ngàn đời bất diệt. Giờ đây phút giây linh thiêng tưởng nhớ đến hàng hàng lớp lớp chiến sĩ và đồng bào đã nằm xuống hy sinh vì đại nghĩa. Chúng tôi, những con dân Việt vì nạn nước nên phải tha hương, nguyện một lòng không quản gian nguy cùng dâng lên lời thề quyết giành lại quê hương trong tay quân thù để cách tân lại một Việt Nam oai hùng. Xin anh hồn các chiến sĩ và đồng bào về đây chứng giám cho lời nguyện sắt son của chúng tôi. Xin hồn thiêng sông núi đổ phù cho ngày trở về quê mẹ không còn bóng dáng cộng sản sớm thành công. Phút mặc niệm chấm dứt, xin kính mời toàn thể quý vị an toàn.